được quý khách, hãng không quốc gia Việt Nam thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam xin kính chào quý khách. Dear passengers, welcome aboard Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance. Thưa quý khách, quý khách vui lòng dành chút thời gian theo dõi cách sử dụng các thiết bị an toàn trên máy bay. Dear passengers, may we have your attention for a few minutes to watch the safety demonstrations. Dây an toàn. Dây an toàn của quý khách được cài như sau: siết chặt bằng cách kéo một đầu dây, mở bằng cách nhấc đầu khóa. Seatbelt is fastened like this. It is tightened by pulling the strap and unfastened by lifting the bucket. Cửa thoát hiểm. Trong khoang hành khách có 8 cửa thoát hiểm, 2 cửa phía trước, 4 cửa giữa và 2 cửa phía sau. Emergency exits. In the cabin there are 8 exits, 2 at the front, 4 at the middle and 2 at the rear. Đèn thoát hiểm. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống đèn thoát hiểm sẽ bật sáng để dẫn khách đến cửa thoát hiểm. Emergency lights. If we need to evacuate the aircraft, emergency lighting will help you find your way to the exit. Mặt nạ dưỡng khí. Trường hợp áp suất trong khoang hành khách bị giảm, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống từ trần phía trên ghế ngồi của quý khách và trong buồng vệ sinh. Để có dưỡng khí, khách kéo mạnh mặt nạ gần nhất, đặt mặt nạ lên mũi và miệng, choàng dây vào đầu, siết chặt rồi thở bình thường. Khách có em bé đi cùng hãy kéo mặt nạ cho mình trước rồi giúp bé sau. Oxygen mask. In case of decompression, oxygen mask will be automatically released from the passenger service beneath above your seat or from the ceiling in the lavatories. Put the nearest mask from the downward to start the oxygen flow. Place it over your nose and mouth. Adjust the elastic band over your head, tighten like this, then breathe normally. If you are traveling with a child, put the mask first on yourself, then on the child. Áo phao. Áo phao được đặt phía dưới ghế ngồi của quý khách hoặc ngăn bên cạnh ghế. Quý khách mặc áo một cách tròn qua đầu và thắt chặt dây qua eo. Quý khách không làm phồng áo phao khi ở trong máy bay. Ngay tại cửa thoát hiểm, quý khách làm phồng áo bằng cách giật mạnh thẻ đỏ hoặc thổi vào hai bên van. Để lôi cuốn sự chú ý, có một còi và một đèn trên áo phao. Quý khách không lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có yêu cầu của tiếp viên. A life vest is located in the pouch underneath or between the seats. Put the vest over your head and secure the tape firmly around your waist. Do not inflate the life vest while inside the aircraft. As you leave the aircraft, inflate your life vest by pulling the red tag. If necessary, blow into this mouthpiece to drop out the air. A light will come on automatically and contact with the water, and there are whistle for attracting attention. Unless instructed by cabin crew, passengers are requested not to remove the life vest from its location. Bảng hướng dẫn an toàn. Quý khách dành chút thời gian để đọc bảng hướng dẫn an toàn trong từ ghế phía trước. Xin cảm ơn. Safety card. Now please take the look of safety card in the seat pocket in front of you. Thank you. Cơ trưởng Andrei, tiếp viên trưởng Nguyễn Tú và phi hành đoàn hân hạnh chào đón khách trên máy bay Airbus 321. Chuyến bay mang số hiệu VN1545 từ Hà Nội tới Phú Bài, Huế. Thời gian bay đến sân bay quốc tế Phú Bài, Huế dự định là 55 phút. Xin cảm ơn và kính chúc khách một chuyến bay tốt đẹp. Dear passengers, Captain Andrei, Purser Anh Tú and the crew members would like to welcome you aboard our Airbus 321 aircraft. Flight number VN1545 from Hanoi to Hue City. Our estimated flight time to Phú Bài International Airport is 55 minutes. Thank you and enjoy your flight. Cabin crew, check cabin delay for takeoff.
cabin crew, be seated for takeoff.
no smoking point. Smoking is usually prohibited, including the use of electronic cigarettes at any time. Batteries and other portable electronic devices may be used in flight mode and sat mode from now until we need power descent or landing. Then a few minutes drink is served. The wireless embodied timer is not available. You must use your personal headphones. Electronic devices in flight mode to ensure our in-flight timer programming. So we require any further information, please do not visit us to us, our cabin crew for assistance. Thank you.
Cabin crew, be seated for landing. Với sân bay Phú Bài, Huế. Bây giờ là 6 giờ tối giờ địa phương, với nhiệt độ bên ngoài là 31 độ C. Quý khách lưu ý ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn được tắt. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không tự ý mở cửa máy bay. Hành khách sử dụng dây an toàn cho trẻ em vui lòng để lại tại ghế ngồi hoặc gửi cho tiếp viên tại cửa máy bay. Thay mặt hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh Hà Công SkyTeam. Be careful when opening the overhead lockers to ensure contents do not fall out or do not leave any of your belongings behind. You are requested not to open the cab door unless instructed by cabin crew. Please leave if the seatbelt is not seized or return them to cabin crew by their cab door. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Android, and our crew members would like to say goodbye to you. We look forward to seeing you again soon. Thank you.
Sky Crossing. Thank you.